Thành xin chào ông bà, cô chú, chị các bạn. Giờ Thành đến ấp Ngọc An, xã Ngọc Trúc, huyện Nhồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay Thành lại nhà có hoàn cảnh khó khăn nè, cũng có ngờ người điện cho Thành nhờ lại quay hoàn cảnh giùm, gia đình thì khổ đó, nên không có tiền mà sửa chữa nhà đó. Rồi Thành mời ông bà, cô chú, chị các bạn vô nhà cùng Thành nha. Ồ, cái nhà này ngập hết xình quá rồi. Rồi, chào em. Quá giọt rồi ha, mưa nó giọt quá hả? Trời ơi, mưa quanh hết trơn rồi, giọt ở trên nữa, phải trên. Nè, linh láng trơn rồi nè. Rồi xung quanh của mình thì gắt mình dừng bằng ô su với giải hả? Dạ. Vậy là này thiết cha này, nhà này cũng mấy cái trơn, bên đó thì nó mục hết trơn rồi kìa. Tới ba cái dây nó leo lên luôn. Láng đó này. Cái bàn này có bạn học rồi chắc có con nhỏ hay gì? Không, nó hồi đó đi học thì lớn rồi, giờ lớn rồi, 16 tuổi rồi. Rồi em thứ mấy? Tên dạ, gì? Thứ hai, chú Phượng. Tên Phượng ha. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 40 rồi. 40 rồi. Rồi kêu bằng chị đi. Dạ. Rồi gia đình mình, rồi ông xã làm nghề gì? Dạ, ông xã thôi lâu rồi. Thôi hả? Dạ. Rồi có đứa con nào không? Có đứa con gái. Rồi mình có được một đứa con. Dạ. Rồi hai vợ chồng thì thôi vậy ha. Rồi sao mà thôi được đứa con gái hả? Dạ. Nguyên nhân, có nguyên nhân gì không? Hay là không cái là thôi hả? Thì hồi đó em có tật gì đó rồi. Thì hồi đó em cũng cứ gái đàng hoàng rồi. Sau này thì có chuyện này chuyện kia đủ thứ thì thôi. Cũng vậy ha. Dạ. Mình bị tật cái chân hả gì? Dạ. Tật là từ nhỏ sinh ra là bị luôn ha. Dạ. Tao đứng lên để coi thử coi đi có khó khăn dữ không? Đi rồi cái tay luôn hả? Dạ, cái tay đó. Rồi, đi thử coi. Đi cũng mấy gì thôi, cũng thôi để ý gì thôi chứ không có gì. Vậy ha, đi phải cập khiển ha. Dạ. Rồi cái tay thì mình làm cũng khó khăn hả? Dạ. Rồi viên cái ông xã bỏ luôn. Dạ. Rồi bây giờ hồi từ bỏ hôn nhau tới giờ là có liên lạc gì không? Dạ không. Là đi luôn ha. Dạ. Không có nguyên nhân gì chân cái là tự đi bỏ luôn. Cũng buồn ha. Cái mình thì bị diện cái ông xã thì đáng lý là thương nhau mà sống ha, nương tựa vào nhau mà thấy mình gì cái cũng bỏ luôn. Là đi cũng được bao nhiêu năm rồi? Dạ, anh đi vừa ngoài, ở đâu cũng 9-10 năm rồi. 9-10 năm rồi? Dạ. Có tới lui thăm bé không? Dạ không. Có con mà cũng không thăm luôn, rồi vợ thì bỏ ngang vậy luôn. Dạ. Sống chung được bao nhiêu năm? Thì cũng có được cả 6 năm á. 6 năm. Đó, 7 năm gì đó hả? Dạ. Như con em vô học lớp 1 hay gì đó. Học lớp 1 là bỏ tới giờ. Là giờ con đi làm được chưa? Con em đi làm, mà nó làm nó ở với dì ba nó ở Bình Dương á. Ở dì ba ha? Dạ. Chắc còn nhỏ chắc mần cũng không được nhiều tiền đâu ha, đúng phụ rồi, thôi nó, ha. Nó mần, nó chỉ là để mần cái, nó mần kêu thầy Vũ á. Thầy Vũ? Dạ. Người vợ nhà anh ơn? Ở nhà anh ơn dưới này rồi giờ mưa thôi quá rồi thì ông ấy nên lên trên mẹ ở. Giờ mưa quá rồi, giờ cũng không có khả năng, phải có ông xã thì cũng mình cũng leo lên mình che lại được ha. Cũng đỡ, mà còn cái này bị tật rồi bị cái tay nữa đâu có thể nên mà sửa chữa lại được đâu. Dù gì có đàn ông trong nhà thì cũng đỡ, sửa chữa này sửa chữa kia. Bây giờ cũng mình không có khả năng mình sửa nhà luôn ha. Giờ có mình ơn rồi, sống hàng ngày mình có làm gì thêm không? Dạ không, có đó làm gì đâu. Vậy đó ha. Vậy là con làm thì chỉ đủ sống thôi, có gửi tiền về cho mẹ về không? Một tháng thì cũng gửi được vài trăm. Vài trăm là đủ sống chứ cô? Dạ, đủ ăn, đủ, cứ nói lại là đủ mua bánh ăn đó. Dạ. Rồi nghe nói gia cảnh thì khó khăn đó, cũng có người nhờ, thấy như hoàn cảnh của em vậy nè, khó khăn quá nên cũng có người nhờ lại quay giùm hoàn cảnh vậy đó. Dạ. Rồi vì Hạnh chỉ lại quay nhờ quay giùm thôi chứ Hạnh thì cũng không có ăn giúp gì được gì. Nhờ các cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước á, thấy hoàn cảnh của mình đáng thương thì người ta sẽ giúp thôi à. Rồi giờ đi tham quan chỗ phòng ngủ coi, coi làm sao. Đi được không? Cần giải không? Được. Rồi đi đi. Nè ngập sình hết trơn, trừng trơn nha. Rồi lót bao không hả? Trong đây lót bao không ha? Rồi chỗ ngủ mình thấy ở ngoài hết trơn luôn rồi. Chỗ ngủ trong đây thì nó cũng banh hết trơn nè. Lấy ngôi xu, lấy cái bao á, che lại nè. Dở lên thì nó thấy ở ngoài hết luôn nè.
ở trong đó thì cũng sức hết trơn rồi, có một mình ơ nên không có làm gì được hết trơn, có tay một thôi. Trong đây nền đất nên nó sình, con chuột nó đào lỗ dưới đó đầy hết trơn nè. Nhà này thì không có, cũng không có nấu ăn được, che đỡ ngoài thôi. Trong đây vừa cái giường ngủ thôi, với ngay nhà ca phòng khách đằng trước gấp hết rồi. Đó mình nấu ở đây luôn ha. Nấu ở đây thấy dơ quá nên đem ra ngoài nấu đỡ. Cái dầu này đi từ từ mới được nha. Để nó trơn nè. Nước này nó sình nè, rồi nó dũng nè, nó trơn á. Rồi Phượng có lời gì muốn nói với cô chú anh chị trong nước và ngoài nước không? Cô chú anh chị ăn ngoài dòng nước này thì có thì cho em cảm ơn nhiều. Cho em là cho cái gì em muốn cho? Cho cái nhà cho em cảm ơn nhiều. Cho cái nhà ha, mình giờ không có khả năng mà làm được cái nhà ha. Dạ. Con thì cũng lớn rồi ha. Dạ. Và nhà mình thì sinh hoạt sao, cách rửa xài nước rồi đó? Dạ, xuống sông xài. Xuống sông ha, tắm rửa thì xuống sông hết dạ, ha. Rửa chén làm tất cả là dưới sông, mình không có cái nước xài ha. Dạ, không. Không có cái nước luôn. Rồi tắm rửa thì xuống sông tắm rồi lên nhà mình thay đồ. Cũng bất tiện ha, cái dầu này thì bị tật nè, cái tay nữa nè. Mà xuống sông xài thì nó khó khăn quá ha. Nhà mình không có nhà vệ sinh luôn ha. Được trọn vẹn được cái phòng ngủ thôi với đằng trước đây thôi nè. Rồi nếu mà có cô chú nào thương cái hoàn cảnh của em Phượng á, thì em cũng mong muốn được cái ngôi nhà lành lặn đó, đặng không còn bị giọt mưa dưới sình vậy nè. Tay chân em thì có đi, chồng thì thấy em vậy thì chồng cũng bỏ đi cũng gần 10 năm rồi hả? Dạ. 10 năm rồi. Tại vì em bị tập cái tay thì vậy nè, rồi cái giò nó cũng đi khó khăn. Rồi chồng bỏ, cũng hoàn cảnh thì cũng tội nghiệp, đáng thương. Nếu mà có cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước thấy thương hoàn cảnh của em thì hỗ trợ cho em cái nhà lành lặn, không còn cảnh giọt mưa dưới sình vậy nè, cho em dễ dàng đi tới lui thuận tiện là sinh hoạt hàng ngày. Rồi Hạnh xin cảm ơn rất nhiều. Rồi Hạnh chỉ tới quay hoàn cảnh thực tế vậy thôi. Nếu mà có mạnh thường quân nào thấy mà thương xót hoàn cảnh của em thì hỗ trợ cho em cái nhà thì Hạnh sẽ quay lại ha. Quay lại làm nhà thông báo cho em ha. Rồi chúc gia đình em luôn luôn được dồi dào sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, xin phép em chị về luôn. Dạ. Cái nhà thì xịn dữ lắm luôn. Dạ.